bản thân cái này nó là tự trường sinh, ý sinh chút gì. Phải chăng 2500 năm trước đây, người dân Trung Hoa đã có khái niệm bảo vệ long mạch quốc gia? Cuộc sống, giá trị cuộc sống mới là cái quan trọng. Khi âm phát triển đến cùng cực rồi thì dương cũng bắt đầu hình thành và phát triển. Bên tảng thanh long có thể hướng dài dài ôm dần dương sau vòng chiều đại, là chiều đại. Chua tử, này có bị đi. Ai, thay nào. Toàn bộ bố cục từ dưới lên trên là những cái học thuyết của Lão Tử được gửi trong cái công trình này. Triết lý của ông: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Con người sinh ra là phải tuân theo tự nhiên.